Ngày 23 tháng 4, Thương vụ Việt Nam tại Singapore cùng một số doanh nghiệp trong nước đã tham gia hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất khu vực diễn ra tại Singapore nhằm quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác quốc tế. Thông tin từ nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam tại Singapore. Tại hội chợ, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phương Dũng cùng các đối tác quốc tế đã cắt băng khai trương khu trưng bày sản phẩm Việt Nam và tham quan các gian hàng. Năm nay, các mặt hàng chính như bánh kẹo, nước ép hoa quả, hồ tiêu tại 8 gian hàng của Việt Nam đã tạo ấn tượng tốt đối với các đối tác quốc tế. Việt Nam góp phần quan trọng vào sự kiện. Các bạn sản xuất nhiều sản phẩm có giá trị và đây là dịp để quảng bá thương hiệu, nắm bắt xu thế và kết nối với các đối tác quốc tế để xuất khẩu hàng hóa. Mà có ra mắt một dòng sản phẩm, dòng cho cái kênh pha chế F&B, thì cái dòng trái cây đóng lon và syrup và sinh tố. Thì trái cây đóng lon của Lương Gia thì đã nghiên cứu nhiều năm rồi, thì giờ mới ra được cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm trái cây đóng lon là đặc trưng sử dụng những trái cây thuần Việt Nam. Ví dụ như xoài, thì cái xoài ở thị trường trái cây đóng lon nó chưa được phổ biến. Theo đại sứ Việt Nam tại Singapore, các doanh nghiệp nước ta nên tham gia những sự kiện như thế này, vì đây không chỉ là cơ hội để quảng bá sản phẩm và kết nối với các đối tác quốc tế, mà còn là dịp để học cách chế biến thực phẩm của các nước và nắm bắt xu thế chung của thế giới trong lĩnh vực này. Chúng tôi mong muốn rằng là các doanh nghiệp ra tham gia ngày càng đông hơn nữa, và cũng mong muốn là các cơ quan nhà nước, đặc biệt là Bộ Công Thương, các hiệp hội doanh nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp ra tham gia sự kiện này ngày càng nhiều hơn nữa. Hội chợ năm nay dự kiến có 60.000 người tham gia với 70 khu trưng bày sản phẩm của 50 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham dự sự kiện đến hết ngày 26 tháng 4 này.